Amen. Amen. You don't believe me. The Bible says, you turn to Psalm 14:1. Bauti thiệt bồi mốt đây. Cô về, bỏ đi quý vị. Nhớ là không phải cái gì cũng amen hết nha quý vị. Yes. Quý vị mở ra chưa? There is no God, right? Không hề có Đức Chúa Trời, đúng không? Did the Bible say? At least ask tell you yes or no. Did the Bible say there is no God? Kinh Thánh có nói là không có Đức Chúa Trời, có nói hay không? Yes. Có hay không? Yes or no? Có hay không nào? Yes. Now you say yes. Đây quý vị nói có. So why are you here? Ủa, nếu quý vị nghĩ là không có Đức Chúa Trời thì đến đây làm gì? See, this is an example when you don't do a proper Bible study. Ông nói cái này là vui thôi, nhưng mà là cái ví dụ. Nếu mà chúng ta không có nghiên cứu Kinh Thánh cho nó đàng hoàng. If I don't believe in Jesus. Nếu tôi không tin Chúa Giêsu. And someone asked me, do you want to know Jesus? Và ai đó đến với tôi và nói rằng, anh có muốn tin Chúa Giêsu không? I know the Bible. Tôi biết Kinh Thánh, tôi chưa tin Chúa Giêsu nhưng mà tôi biết Kinh Thánh. So I say, you take the Bible, you see, you say there is no God. Ủa, Kinh Thánh còn nói là không có Đức Chúa Trời mà. Yes. Có đúng không? This is one example. Đây là một ví dụ. That I use to show sometimes when we want to justify our action. Tôi sử dụng cái video này để cho quý vị thấy được rằng đôi khi đúng không, chúng ta muốn là cái biện minh cho hay là bào chữa cho cái hành động của chúng ta. Then I use the Bible just to read there, that is no God. Và họ đọc cái khúc là không hề có Đức Chúa Trời. That's what we are doing last yesterday and today. Đó là cái điều mà chúng ta làm ngày hôm qua và ngày hôm nay. You must read in context. Đọc thì phải đọc cái phần của nó. The verse in front says that only the fool says this. Đúng không? Thì chúng ta phải đọc ai nói câu đó. Right? So this is a very simple illustration. Đây là một cái minh họa rất là đơn giản. Before the break, my lesson, before the lunch, remember I asked you quick check about Abraham? Quý vị nhớ trước bây giờ trưa đó tôi có bảo quý vị là về kiểm tra lại ông Abraham đó. We know Abraham to be very father of faith. Chúng ta biết ông Abraham là ông tổ của đức tin. God tell him come. Chúa nói cho ông, follow me. Hãy đến theo ta. He follow me. Đi theo ta con. I say God called him at least twice. Tôi nói Chúa gọi ông ít nhất hai lần. Anyone check or not? Or sleep? Có ai kiểm tra không? Hay là quý vị ăn xong rồi quý vị ngủ luôn? Or you eat and sleep? Hay là quý vị lo ăn, không ăn hối hả rồi quý vị ngủ hối hả luôn? Anyone? Có ai không? Who check out? Ai kiểm tra? Ồ, quý vị làm tôi đau lòng quá đi. So you believe me? Vậy or maybe you didn't check because you believe me. Nếu quý vị không kiểm tra có nghĩa là quý vị tin tôi. Yes. Đúng không? Just about places mentioned in the Bible. Cái vấn đề này là gì? Cái chỗ mà những cái vấn đề đó được đề cập vào trong Kinh Thánh. Let us turn the Bible to Genesis 15 verse 7. Chúng ta mở ở trong Sáng Thế là 15 câu số 7. Để tránh cái sự phân tâm lớp học thì xin quý vị chúng ta tắt điện thoại nha. Để sao đơn vị? Đoạn 15 câu số 7. Mời quý vị nào đó ở dưới chúng ta đọc đi. Sáng Thế đoạn 15 câu số 7.
ai ai mở ra để đọc, xin mời. Xin đọc. Đức Ba Lạy Phán Sự Cả Tam Đặc Tha Lạy Tê Vô Ba Đấng Đã Dẫn Ngươi Ra Khỏi Nhân Dân Dạ, cảm ơn cô. Which place? Ở chỗ nào? Ở. Có phải ở đại sứ Ur không? Okay. Now you turn to Genesis 11. Bây giờ quý vị mở trong Sáng Thế Đoạn 11. Đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Canh Đê đặng qua xứ Canaan, khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Okay. From Ur, từ Ur they wanted to go to Canaan. Họ muốn đi đến Canaan. Where's Canaan? Canaan ở chỗ nào quý vị? Promised land. Đó là xứ hứa. Yes. Đúng không? But where is it? Nhưng but Kinh Thánh ở đây nói là nhưng when they came to heaven they settled there. The last verse 31 last one last sentence. Câu cuối của câu 35 nhưng khi đến Charan thì lập cư tại đó. So see here. Ở đây chúng ta thấy này. From Ur. Từ Ur. They supposed to go to Canaan. Đúng ra là họ phải đi đến xứ Canaan. They follow the river. Họ đi dọc mấy sông. Supposed to come down this way. Và họ phải đi theo cái hướng này. But they move, then they come to heaven. Nhưng mà họ lại đi lên Charan. Then they stay there. Và họ ở luôn tại đó. So they didn't go to Canaan. Và họ không có đi xuống Canaan. Yes. Đúng không? Yeah. Chapter 12. Rồi, đoạn 12. Okay, very famous, huh? Chapter 12 is a call of Abraham. Đoạn 12 là lúc mà Chúa kêu ông Abraham đó. You read verse 4. Câu số 4. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. When? Ở đâu quý vị? Haran. Two. Canaan. Ở trong Sáng Thế đoạn 15 câu 7 thì Chúa nói là ta kêu gọi người ra từ Ur và đi đến xứ Canaan. Lần thứ nhất. But here say Abraham leave his house in Haran. Nhưng mà ở đây thì Kinh Thánh lại nói là gì? Ông Abraham bỏ gia đình của mình lại ở tại xứ Charan. So when we read chapter 12, khi chúng ta đọc đoạn số 12, verse 1, 2, 3, từ câu 1 đến câu số 3, God spoke to Abraham. Đức Chúa Trời nói với Abraham. Are you following me? Quý vị có theo kịp không ạ? Okay. You read verse 2 and 3. Câu số 1 đến câu số 3. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương và vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ cho ngươi đến một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nối dây ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phúc ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. So this the first call of verse 2 and 3 was in Ur. Cho nên cái sự kêu gọi này ở trong câu 1 và câu 2 đó, lúc này là vẫn còn ở tại xứ Ur. But the Bible straight away goes chapter verse 4. Nhưng mà Kinh Thánh thì đi thẳng lên vào câu số 4. So Abraham left and the Lord, as the Lord had told him, and Lord went with him. Abraham was 75 years old when he set out from
Theo. Câu số 4, Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Lot đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Okay, I'm trying to show you by the study. Và đây tôi đang chỉ cho quý vị cái sự nghiên cứu kinh thánh. So verse 3 and verse 4. Câu số 3 và câu số 4. When we read without understanding the background. Khi mà chúng ta đọc mà chúng ta không có hiểu cái bối cảnh, cái nền. We think that Abraham is very obedient. Chúng ta nghĩ là ông Abraham rất là vâng lời. Suddenly, okay, a little bit background for interest. Your life story, right? Quý vị thích kể chuyện không ạ? Cho nên tôi sẽ nói cho quý vị cái bối cảnh một xíu. No stories. Thì quý vị đỡ buồn ngủ hơn, không là quý vị ngủ gần ngủ gật biết này. Give you a little bit of background, okay? Abraham. Kể quý vị một chút cái bối cảnh để cái lớp học nó sôi động thêm một xíu. Do you know Abraham's father, Terah? Chúng ta biết cha của ông Abraham đó, là ông Thare đó. And his forefather, they are idol worshipper. Họ là những người thờ lại thần tượng. Terah, Abraham's father, he died at the age of 205 years old. Ông Thare là cha của Abraham, ông qua đời lúc 205 tuổi. He died as an idol worshipper. Ông chết với tư cách là một người vẫn còn thờ lại thần tượng. When Terah died at the age of 205. Khi ông Thare chết vào năm 205 tuổi. Anyone can tell me how old is Abraham? Thì quý vị nói cho tôi biết lúc đó ông Abraham bao nhiêu tuổi? Oh, anyone tell me? Có biết không ạ? How old? Lúc đó Abraham bao nhiêu tuổi? Tên con là Abraham nhưng mà tôi nói là Abraham đi. Bao nhiêu tuổi? How old Terah was before he gave birth to Abraham? Rồi hỏi lại đi. Khi mà ông Thare sinh Abraham thì lúc đó ông bao nhiêu tuổi? 70 á. All the inside there, okay? 70. Bao nhiêu? 70 years old. 70 năm. 70 á, so 70 năm. Tức là 70 tuổi. Terah died 205. How many years? Và ông Thare chết năm 205 tuổi, vậy thì tính ra bao nhiêu năm? Ông Abraham bao nhiêu năm? 135. Bao nhiêu? 135. 135. 135. Okay, 135. Abraham died. Lúc này ông Abraham chết chưa? Okay, this one I will tell you already. You check, okay? Quý vị kiểm tra cái này nha. Tôi không nói liền đâu. No Christian asks you, oh, your father Abraham. Người không tin sẽ nói với quý vị, à, tổ phụ mấy của mấy em là Abraham đó. Wow, you know so much about Israel God. Oh, các anh biết rất là nhiều về Đức Chúa Trời. How old Abraham died? Vậy thì tôi hỏi anh nha, anh tin Chúa đó, ông Abraham bao nhiêu tuổi? I don't know. Mình trả lời, tôi đâu không biết. You find out, okay? Quý vị hãy tìm nha. Okay, my point here is that when Abraham leave his household. Điều mà tôi muốn nói là gì? Khi mà Abraham rời khỏi nhà cha mình. His father still alive. Thì lúc đó cha ông vẫn còn sống. And the father is an idol worshipper. Và cha ông là một người thờ lại thần tượng. Their family is a very rich trader man. Và rich trader. Gia đình của họ là những người gọi là giao thương, những người buôn bán rất là giàu có. You understand the history of the people in Abraham's time. Chúng ta hiểu lịch sử của người dân ở trong thời của Abraham. They don't have life like us. You want to go toilet, you run upstairs. Ở đây á, thì chúng ta nếu muốn đi toilet á, thì chúng ta phải chạy lên yes. Lầu 1. You on the line, you close the door, you pass urine, and then you fart. Đó, mình muốn đi vệ sinh thì mình vô, mình đóng cửa đúng không? Mình xối nước. Thirsty, go behind there, chup, water come out. Đúng không? Và nếu mình có khát đi thì mình ra phía sau kia, mình xịt cái ra nước cũ liền. In those days, they are terrible. Còn cái thời đó thì thật là kinh khủng. So, as a trader, they have to move from place to place. Cho nên là những người gọi là buôn bán, họ phải đi hết chỗ này tới chỗ khác. So they will move from place to place. They need water. Cho nên để đi lại như vậy, họ cần nước. So they always move near to the water. Cho nên họ trong cái đường đi đó, họ luôn đi dọc cái chỗ nào mà có nước. So from Ur to Haran, they are moving along the riverside. Cho nên để từ Ur đến xứ Charan đó họ phải đi dọc một cái nguồn nước. Up to Haran, they have to move this way down. They have to move southwest.
Và sau khi họ đi lên Charan rồi thì họ phải đi về hướng Tây Nam. In order to go Canaan. Để mà đi vào xứ Canaan. But this road got no more water. Nhưng mà cái để đi hướng ngược lại xuống Canaan nó thì lại không có nước. So what they do? Vậy thì họ làm gì? Smart. Họ thông minh. Don't want to go stay there. Họ không muốn đi nữa, họ muốn ở lại đó luôn. Natural. Đó là cái điều tự nhiên đúng không ạ? So they settled at Haran. Và thế là họ an cư lạc nghiệp ở lại đó. But God called Abraham from Ur. Nhưng mà Chúa đã kêu gọi ông Abraham từ xứ Ur mà. But Abraham has got his father. Nhưng mà bây giờ ông Abraham còn hướng cha mình nữa. Obedient son, he followed the father. Đúng rồi, là người con trai thì phải vâng lời cha. So God got to call Abraham again. Hello, Abraham. Và Chúa phải gọi ông Abraham một lần nữa. Abraham ơi. I call you, you still don't want to go. Ta gọi con mà con vẫn muốn, chưa muốn đi sao? Then he decided to come down. Rồi lúc đó ông quyết định mới đi xuống. He only bring Lot. Ông chỉ đem theo Lot thôi. Do you know this story? Quý vị biết câu chuyện này đúng không ạ? It's not in the Bible. Cái này thì không có trong Kinh Thánh. They ask me how I know. Thì người ta hỏi tôi làm sao mà tôi biết được những cái thông tin như vậy. I make up a story and tell you. Tôi chế ra câu chuyện đó và tôi lừa quý vị đó. Believe me? Tin tôi không? By telling you this story, tôi kể cho quý vị câu chuyện này. You see how rich the word of God. Chúng ta thấy lời Chúa phong phú không? Then you understand that. Wow, from verse chapter 15, verse 2, verse 3, God called Abraham. Verse 4, so Abraham go. Ở trong Sáng Thế đoạn 15 câu 2 câu 3 đó thì Đức Chúa Trời kêu gọi ông Abraham. Câu số 4 đó trong sáu sách này cũng là những cái câu phụ thời đó họ xác định những cái này là 100% từ Chúa. Remember I tell you this morning? Quý vị nhớ tôi nói với quý vị sáng nay không? Cannot remember. Quý vị không nhớ hả? Can you remember or not? Nhớ được không nào? Yes, okay. Yes. So the balance of thousands of scriptures are put one side. Cho nên đó, cả đống đô cả ngàn cuốn kinh thánh như vậy bị bỏ qua một bên. Then they are checked again. Rồi sau đó người ta kiểm tra lại. Some are very good. Only one or two probably not inspired by God. Một số sách thì rất là tốt nhưng mà chỉ có một hay là hai phần mà không có được do Đức Chúa Trời cảm động thôi. But by the writer himself. Nhưng mà đó là do cái ý của tác giả đưa vào. The writer add. Tức là ông thêm vào. Yes. Đúng không? So this becomes not inspired. Và những cái sách đó trở thành những sách mà không phải do Đức Chúa Trời mà đây là thần cảm. Those documents does not mean it's wrong. Những cái tài liệu đó không có nghĩa là sai. They are called pseudo ethical. Okay, never mind. It's a word to use that scripture that is not 100% inspired. Có nghĩa là gì? Cũng là lời Kinh Thánh nhưng mà không phải là được thần cảm 100%. And they are not in the Bible. Và chúng thì không có trong Kinh Thánh của chúng ta. They are compiled into what I call a history. Và chúng được liệt kê vào trong những cái sách mà ngày nay mình gọi là những sách lịch sử. As a Bible scholar like me. Là một học giả Kinh Thánh cũng như tôi. When I do study, I was trained to check all these documents. Và khi mà tôi nghiên cứu đó, thì tôi sẽ kiểm tra tất cả những cái tài liệu đó. That's where I find out all the issues. Đó là lý do mà tôi tìm được những cái thông tin như vậy. So we read the Bible. Chúng ta đọc Kinh Thánh. I go into other scripture which is not fully inspired, but by the help of the Holy Spirit, I select what I want to find out. Và tôi cũng nghiên cứu cả những câu mà có thể là trong những cái sách lịch sử đó mà không phải là cho những cái lời thần cảm, nhưng mà bởi sự giúp đỡ của Thánh Linh tôi có thể chọn lựa. History is a record of events pattern. Lịch sử là gì? Tức là ghi lại những cái biến cố đã xảy ra. Cannot block. Và chúng ta không thể nào gọi là che hay là giấu cái điều đó. We need to check a few documents to confirm. Chúng ta cần phải tra cứu vài cái tài liệu để chúng ta xác chứng. So that's how I get this information. Và đây là cách mà tôi đã có được những cái thông tin này. So, I'm telling you is to tell you that although it's 66 books, but you rely on many, many other books. Và tôi nói với quý vị là gì? Mặc dù chúng ta có 66 sách, nhưng chúng ta cũng còn phụ thuộc vào nhiều sách khác nữa. One Bible already hit it. One Bible already so difficult. Một Kinh Thánh thôi thì chúng ta cũng đã thấy khó hiểu lắm rồi, khó khăn rồi. So many more books. Còn nhiều cái sách mà chúng ta cần phải nghiên cứu nữa kìa. But we love the Lord. Nhưng mà nếu chúng ta yêu mến Chúa, honestly, you will want to know more. Thì
thì thành thật mà nói chúng ta sẽ muốn biết nhiều hơn. I hope after this short sharing this morning and today. Tôi hy vọng là sau cái phần chia sẻ ngắn buổi sáng ngày hôm nay cũng như chiều hôm nay. Do not ignore names, do not ignore places, day, age. Thì hy vọng là quý vị khi đọc Kinh Thánh đó, chúng ta đừng bỏ qua tên, địa điểm, tuổi hay là nơi chốn. I want to give you this exercise. Tôi muốn cho quý vị cái bài tập này. Your leader, Pastor Dirk, say give you exercise. Mục sư Đức thì không đưa lệnh xuống là gì phải cho các học viên bài tập về nhà. Okay, I want you to do this for me tomorrow, okay? Quý vị làm cái điều này cho tôi đúng không? Trước khi chúng ta học ngày mai. Very simple. Rất là đơn giản. You look at Adam and Eve. Quý vị xem Adam và bà Eva. Write down the birth, birth year, age, when they died. Chúng ta tra xem đúng không ạ? Họ sống, tức là tuổi của họ và họ chết khi nào. Okay. Quý vị về tìm ở trong Kinh Thánh cái điều đó. Adam birth is zero. Ông Adam, cái năm sinh của Kinh Thánh không có nói. Then you write how many years and when he died. Và quý vị cho cái khoảng thời gian từ cái lúc mà cái ông sống đó, tức là để số 0, tại vì không biết năm nào hết. Nhưng mà tới cái thời điểm mà ông chết, mình ghi cái năm chết. Then write down his son, when his birth, when they died. Rồi sau đó mình ghi tên con trai của ông, rồi năm sinh, rồi năm chết. Is it? Có dễ không? Easy, very easy. Rất là dễ. Okay, very easy, huh? Then you do this until Noah. Quý vị hãy làm bài tập này cho đến ông Noe. I tell you a story tomorrow. Ngày mai tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện rất là đơn giản thôi. Quý vị lấy một trang giấy như thế này. Right, Noah. Quý vị viết. Quý vị viết Noe. Yeah, this one, this one, this one, this one, draw the line. Okay. Quý là chúng ta kẻ hàng ngang vậy đó, tức là ông Noe để tên rồi ghi năm chết ở cuối, giống như là cái đường kẻ ngang vậy đó. If you don't do tomorrow, I don't share with you. Nếu mà quý vị không làm bài tập, mai tôi không có kể cái chuyện này cho quý vị nghe đâu. You will be amazed how God in the genealogy of Adam. Quý vị sẽ thấy kinh ngạc ở trong cái phá hệ của ông Adam. You saw that until the end of the book Revelation. Chúng ta sẽ thấy cái điều đó cho đến cái sự kết thúc của sách Khải Huyền luôn. 3,500 years. 3,500 năm. But from Adam to Noah, God already planned. Nhưng mà từ thời ông Adam đến thời ông Noe, Chúa đã lên kế hoạch trước rồi. I will show you just by the age, when they birth, when they die. Và qua những cái năm được nói đến ở trong những cái địa chỉ trong Kinh Thánh đó, tôi sẽ cho quý vị biết họ sinh ra khi nào và chết khi nào. You must do it and you can do it. Quý vị phải làm và quý vị có thể làm được. You don't have to be like me or Bible scholar. Tất nhiên quý vị không cần phải trở thành học giả Kinh Thánh giống như tôi. Okay. Quý vị làm được không? Okay. Yes. Được. You don't do tomorrow, I don't share. Quý vị mà không kể đó, là không làm đó là tôi không có kể đâu. So. Because you tell them that you would not tell them the story today, would not be there. Nothing is free, right? Tất nhiên rồi, sống trên đời thì làm gì có cái gì miễn phí đâu. Okay. This morning I mentioned about two processes that you need to do, right? Exegesis. Buổi sáng ngày hôm nay tôi có đề cập tới hai cái quá trình chúng ta cần làm, đó là chú giải. To find out what it was meant in the Bible. Chú giải nghĩa là gì? Và trong Kinh Thánh nó có ý nghĩa như thế nào? Bring it back to now. What does it mean today? Và chúng ta lấy cái ý nghĩa đó chúng ta đem vào trong cái hiện tại. This process is called hermeneutic. Và quá trình đó được gọi là giải kinh. Because the Bible has got 66 books. Vì Kinh Thánh có 66 sách. And they are all different kind of books. Và mỗi sách thì khác nhau. You cannot read like a storybook. Chúng ta, or every book. Chúng ta không thể nào đọc giống như là đọc truyện hay là đọc giống như những cuốn sách khác. When I read Genesis just now to you, I don't have to say, oh, find out what's the meaning of this, what's the meaning of that. You read it like a story. Khi mà tôi vừa mới nói quý vị đọc trong sách Sáng Thế là tôi không có bắt quý vị là phải đọc như thế này hay là phải đọc như thế này. Quý vị hãy đọc giống như là quý vị đọc truyện vậy đó. That way of reading is called literal translation. Và đọc thì nó được hiểu là gì? Cái sự giải nghĩa theo nghĩa đen. Just like reading your girlfriend
wife, husband love letters. Có nghĩa là gì? Giống như việc chúng ta đọc lá thư tình của nàng hay là của chàng vậy đó, chúng ta đọc chúng ta hiểu theo cái nghĩa đen trên cái mặt chữ. You just read. Chứ mình cứ đọc. Right, you don't read and then say, hey, what's the meaning? Is it trying to say something else? Ý ông muốn nói là gì? Không phải mình đọc câu xong rồi mình dừng lại, mình thắc mắc của cái này cái nghĩa là cái gì? Không? Read, after read, and next week, also read. Quý vị đồng ý không? Mà lá thư tình cũng vậy thôi. Mình đọc xong rồi đúng không? Thấy buồn quá, kiểu như quá thôi lấy ra đọc tiếp. Tôi thấy nhớ quá thôi lấy ra đọc tiếp mặc dù đã đọc rồi. Yeah. Cũng đọc lời Chúa như vậy đó. Yes, được không quý vị? Direct reading still must be so many times. Đúng không? Đọc thì mất nhiều lần. But there are some books you cannot read direct. Nhưng mà có một số sách thì mình không thể nào đọc một cách trực diện như vậy được. I use the example, he is my rock. Giống như tôi có đưa ví dụ đó, ngài là vầng đá của tôi. How can you say your God is a stone? Ủa chẳng lẽ Chúa của mình là một cục đá sao? So you must know what's the meaning. Chúng ta cần phải biết ý nghĩa đằng sau. So different book, different way of doing it. Cho nên mỗi sách thì cách đọc nó sẽ khác nhau. So today we are doing one principle to use. Ngày hôm nay chúng ta nói đến một nguyên tắc chúng ta cần sử dụng. It is called first mention principle. Nó được gọi là nguyên tắc đề cập lần đầu ở trong trang 46 đó quý vị. The key mention for this method. Yes. The first mention is basically a key. That means a key means beginning. Chìa khóa cho cái nguyên tắc này là gì? Là cái lần đầu tiên mà cái nguyên tắc này được đề cập á. You want to come into this room, the room is locked. Ví dụ như quý vị muốn bước vào trong cái căn phòng này nhưng mà nó đã bị khóa lại. In order to come into this room and see what's going on here. Để quý vị bước vào trong căn phòng này và nhìn thấy những gì xảy ra ở đây. You have the key. Quý vị có một cái chìa khóa. But you must find the keyhole. Nhưng mà quý vị phải tìm cái lỗ khóa. You cannot enter through any hole. Chứ không phải là thấy cái lỗ nào cũng đưa vô. You gotta find the hole and then you open. Quý vị phải tìm đúng cái lỗ của cánh cửa đúng không? Và quý vị mới mở được. So the first principle is this: you have to find the starting point. Và cái nguyên tắc này là gì? Chúng ta phải tìm cái điểm khởi đầu của nó. And this is also called a gateway. Và nó cũng được gọi là một cái cửa ngõ. Imagine the door will open. Quý vị tưởng tượng cánh cửa quý vị mở ra. So the door is an opening or a gateway for you to see what's in the room. Và cánh cửa là cái cánh cổng, là cái cửa ngõ được mở ra để quý vị nhìn thấy được cái điều đang xảy ra bên trong. So the first mention principle here is find the spot where you open and you start to see the whole truth. Nguyên tắc đề cập lần đầu ở đây là gì? Tức là chúng ta tìm cái điểm chúng ta cần mở ra, chúng ta mở ra và nó trở thành cái cánh cổng để chúng ta bước vào trong cả một cái lẽ thật. And the whole truth can be from a span of 3,500 years. Và toàn bộ cái lẽ thật đó có thể là nó được bày tỏ trong một khoảng thời gian kéo dài 3,500 năm. And this first mention is also a guide. Nguyên tắc đề cập lần đầu cũng là một kim chỉ nam. Because imagine in this building has got 10 rooms like this. Ví dụ như ở trong cái tòa nhà này có 10 phòng. You have the key. Và quý vị có chìa khóa. You have many doors. Quý vị có nhiều cái cửa. In order for you to come here, you must come to the right room. Để quý vị có thể vô đây được thì quý vị phải vô đúng cái số phòng. So, the first principle also, you must find the right room. Cho nên nguyên tắc đề cập lần đầu á, quý vị phải tìm đúng phòng. And then when you come, you start to spend 3 days here. Và khi quý vị đến rồi thì quý vị có thể ở đây 3 ngày. And then you start to know the truth about interpretation. Và quý vị bắt đầu học biết về lẽ thật về sự giải nghĩa. So this first mention principle is something like that. Cho nên đó là nói sơ qua về nguyên tắc đề cập lần đầu. And this principle can be. You cannot have one to do for every of the books. Chúng ta không thể sử dụng một nguyên tắc để chúng ta giải nghĩa tất cả các cuốn sách khác. Because remember the Bible is a compilation of the books. Bởi vì chúng ta nhớ cuốn sách là một cái sự tổng hợp, đúng không ạ? Một cái sự lắp ghép nhiều sách khác, nhiều sách với nhau. One writer, one author. Một tác giả. Many writers. Và nhiều người viết, tức là trước giả đó. And then from the first mention principle, you find the key.
Từ nguyên tắc đề cập lần đầu, chúng ta tìm ra được cái chìa khóa. Then as you read through the Bible. Rồi sau đó khi mà mình đọc qua Kinh Thánh. Even with different author. Mặc dù là những tác giả khác nhau. You will find a flow. Chúng ta sẽ tìm thấy được giống như là có một cái dòng chảy. The beginning of that flow is called first mention. Thì cái điểm khởi đầu, tức là cái mạch nguồn của cái dòng chảy đó, thì nó được gọi là cái sự đề cập lần đầu. Và cái nguyên tắc này được dựa trên cái cơ sở đó, cho nên nó mới có tên gọi là nguyên tắc đề cập lần đầu. This method of first mention can be used for six areas. Và nguyên tắc này nó đã được sử dụng trong 6 lĩnh vực. Sorry, 7 areas. Xin lỗi quý vị, 7 lĩnh vực. If you refer to your notes, the first one is for principles. Và lĩnh vực đầu tiên đó là các nguyên tắc ở trong cuối trang 46 đó. Events, symbols, person, places, and prophecy. Các biến cố, các biểu tượng, con người, địa điểm và lời tiên tri. Okay, let me go one by one and then explain to you. Okay? Tôi sẽ đi từng cái một và sẽ giải thích cho quý vị. Okay, principle. Nguyên tắc. Do you understand the meaning of principle? Quý vị có hiểu định nghĩa của nguyên tắc không ạ? It's basically about concept, rules. Cơ bản. Certain things that you are looking at. Nguyên tắc ở đây cơ bản là cái gì? Là cái khái niệm, là cái luật lệ nó nằm đằng sau của cái vấn đề mà quý vị đang tìm hiểu. In the book, it used the word faith as an example. Ở trong sách của quý vị đó thì chúng tôi có sử dụng chữ đức tin là ví dụ. In finding the first mention, the principle of this step is not to find the word on faith. In order for us to use this principle, để chúng ta có thể sử dụng cái nguyên tắc này, the book uses faith. Thì sách của chúng ta sử dụng chữ đức tin. As an example. Là ví dụ. This principle says that you do not look for the word itself. Nguyên tắc này nói cho chúng ta biết rằng chúng ta không có đi tìm chữ. But look for words that demonstrate the act. Nói cách khác là chúng ta không có đi tìm từ ngữ mà nó biểu thị hay là diễn tả cái hành động. We use the example, hope you understand. Và chúng tôi sử dụng cái ví dụ đó để chúng ta hiểu. You look at Genesis 15:6. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế đoạn 15 câu 6. The first use of the word believe. Là chỗ đầu tiên Kinh Thánh có sử dụng chữ tin hay là đức tin. The principle of faith. Nhưng nguyên tắc đức tin. Is demonstrated in Genesis 3:20. Thì được bày tỏ ở trong Sáng Thế đoạn 3 câu 20 và 21. Okay, for example, Genesis 15:6. Và trong Sáng Thế đoạn 15 câu số 6. Although the word believe. Mặc dù chữ tin. But the word faith is demonstrated in Genesis 3:20. Nhưng mà chữ tin á thì nó đã được bày tỏ trong Sáng Thế đoạn 3 câu 20 và 21 rồi. Let us read Genesis 3:20. Chúng ta mở trong đoạn 3 câu 20 và 21. Câu 20 và 21. Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Chiều và Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Okay. If you look at Genesis 15:6. Nếu chúng ta xem ở trong đoạn 15 câu số 6. Abraham tin Đức Chúa Trời thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Abraham believed the word believe. Abraham tin, chúng ta để cái chữ tin. Genesis 3 comes first before 15. Sáng Thế và số 3 nằm trước đoạn 15. Follow me? Quý vị có theo kịp không ạ? Although chapter 15 which is later. Mặc dù đoạn 15 thì nằm sau. Mention the word believe. Và có đề cập chữ tin.
we understand that belief is the same meaning as faith. Chúng ta biết chữ tin á thì nó cùng một nghĩa với đức tin. Agree? Đồng ý không quý vị? But the first mention about faith is not in chapter 15. Nhưng mà sự đề cập về đức tin lần đầu tiên nó không phải ở trong đoạn 15. But it is in chapter 3. Nhưng mà nó nằm ở trong đoạn số 3. Earlier, first mention. Tức là nó nằm trước cái sự đề cập lần đầu. But in verse 20 and 21. Nhưng mà ở trong câu 20 và 21 của đoạn số 3. We don't see a word belief or faith. Chúng ta không thấy chữ tin hay là đức tin ở trong đó. But you see verse 20. Nhưng mà chúng thấy ta thấy câu 20. Adam named his wife Eve. Adam gọi vợ là Eva. Do you know what the meaning of Eve? Quý vị biết chữ Eva có nghĩa là gì không? He said because she will become the mother of all living. Bởi vì bà sẽ trở thành mẹ của cả loài người. That is faith. Đó chính là đức tin. Just like Abraham. Chúng God called him, he leave the household by faith he go. Chúa đã gọi ông Abraham, ông ra khỏi nhà và ông đi bởi đức tin. In that verse he didn't talk about belief, but we say, wow, big faith. Trong câu đó không có nói về đức tin, nhưng mà chúng ta thấy rằng, ông Abraham có đức tin lớn. So, when we go for first mention, cho nên khi chúng ta nói về sự đề cập lần đầu, it's not just about finding the word. Thì vấn đề ở đây không chỉ là chúng ta tìm cái chữ, but finding a demonstration, that means an act or an act to show about belief. Nhưng mà chúng ta tìm cái sự thể hiện hay là cái hành động nó nói về đức tin. Understand? Quý vị hiểu không? Tức là chúng ta không tìm chữ đức tin mà chúng ta tìm sự thể hiện, cái sự bày tỏ của cái hành động đức tin đó. Tức là tìm cái nguyên tắc của nó. Or you lost me. Hay là quý vị có theo kịp không? Hay là quý vị mơ mơ màng màng rồi. Okay, example. Next example. Genesis 1, verse 1 and 3. Ví dụ tiếp theo ở trong sáng thế là một cái con một đến câu số 3. Okay, now I'm going to follow your notes, okay? You want to follow the notes, you follow. Nếu quý vị muốn đi theo bài trong sách thì tôi sẽ đi theo. So if you are not so familiar after I mentioned, okay, at least later on, I know you are very zealous. You will, after the class, you will go and read, right? Nếu ở đây quý vị nghe tôi và quý vị chưa có hiểu hết đó, thì tôi biết quý vị có tấm lòng sốt sắng. Thì sau khi học xong, quý vị có thể về đọc và nghiên cứu lại. We go to verse Genesis 1, verse 1 to 3. Sáng thế và một từ câu 1 đến câu số 3. Okay, you can read 1, 2, 3. Xin mời một đại tế Chúa chúng ta đọc đi từ đoạn 1, câu 1 và câu số 3. Câu 1 đến câu 3. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực và mũi Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Yes. Okay. When you catch the first mention principle. Khi mà chúng ta nắm được nguyên tắc đề cập lần đầu. Principles, I want to repeat, is about, is concept, is about an idea. Tôi lặp lại một lần nữa, nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là khái niệm hay là cái ý tưởng. So from Genesis verse 1 and 3, you can draw out this principle. Cho nên từ sáng thế đoạn 1, câu 1 đến câu số 3, quý vị có thể rút ra được cái nguyên tắc này. Of the agreement of the Spirit and the Word. Về sự hòa hợp giữa Đức Thánh Linh và Lời. You look at verse 2, it says that the Spirit of God was hovering over the water. Câu số 2 thì nói như thế nào? Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Then God see the Word. Rồi, ở đây Chúa nói là gì? Lời. Let there be light. Hãy có sự sáng. So there is a collaboration between the Word and the Spirit. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái sự hợp tác giữa Linh và Lời. And here we find first time mention about the Spirit and the Word.
Đây là chỗ đầu tiên chúng ta thấy có cái sự đề cập giữa linh và lời. Collaboration in the, as a principle. Và hoạt động hợp tác với nhau giống như là một nguyên tắc. Can you understand? Quý vị hiểu được không ạ? This is the very first three verses in the Bible. Đây là ba câu đầu tiên trong Kinh Thánh. And then throughout, okay, I just jumped the gun for this one because so that you can understand why first, what about second, what is third, what is last. Tôi nói rộng hơn về cái điều này để khi mà nói đến những nguyên tắc sau quý vị có thể hiểu rõ hơn. So throughout the whole Bible until Genesis all the way to Revelation. Cho nên từ sách Sáng Thế đến Khải Huyền. You will find there will be this agreement between the word and the spirit. Chúng ta sẽ luôn thấy rằng có cái sự hòa hợp, có cái sự đồng nhất giữa linh và lời. I jumped the gun a little bit when Jesus going back to heaven. Khi mà Chúa Giêsu về trời. He said, when I go, I will send someone to you, right? Thì Chúa Giêsu nói rằng khi mà ta đi rồi thì ta sẽ sai một đấng khác đến với các người. Send who? Send ai ạ? Holy Spirit, right? Và Đức Thánh Linh. Right? So it's like a collaboration. Cho nên ở đây có một cái sự hợp tác. So if you don't read Bible from beginning to the end or you just pick. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối mà chúng ta chỉ là bóc. So you will not find the first mention, you will only find little bit here, little bit there, little bit here, little bit there. Thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ không có phát hiện ra được cái sự đề cập lần đầu mà chúng ta chỉ nhặt được chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Then you will not have a complete picture. Thì lúc đó quý vị không có nhận được một cái bức tranh gọi là trọn vẹn hay là đầy đủ. So you understand the principle? Quý vị hiểu được cái nguyên tắc này không ạ? Let me do the second one. There are many here, okay? If I want to finish this, I think no time. Có rất là nhiều cái vấn đề ở đây, tôi chắc là không có, có lẽ là không có đủ thời gian để so you can read and I pick up some, okay? Quý vị có thể về nhà đọc lại và tôi chỉ lấy một số ý để tôi triển khai thêm thôi. Of course, I pick the easy one. Tất nhiên là tôi triển khai cái nào mà dễ thôi. Difficult one is. Còn cái phần khó thì quý vị học. Ở trong Sáng Thế đoạn 3 câu số 21. Let's turn to Genesis 3:21. Chúng ta mở trong Sáng Thế đoạn 3 câu 21. Rồi xin mời một người khác chúng ta đọc. Đi vào Đức Chúa Trời lấy ra thú biết thần nó học và cho vợ chồng và mặc lấy cho. And this is the first mention about substitution sacrifice. Đây là sự đề cập lần đầu về nguyên tắc của lễ thay thế. We know before Adam and Eve fall into sin. Chúng ta biết trước khi Adam và bà Eva rơi vào tội lỗi. They were not wearing any clothes, right? Thì lúc đó họ không có bận đồ gì cả. And they don't feel ashamed, right? Và họ không cảm thấy xấu hổ. It's only after they take the fruit. Chỉ sau khi họ ăn phải trái cấm. That the knowledge of good and evil. Thì lúc đó cái sự hiểu biết về điều thiện và điều ác. Right? And then they realize that, oh, shame. Và lúc đó họ nhận ra và họ bắt đầu thấy xấu hổ. So, they hide. Thế là họ đi trốn. Why they hide? Because they found they are naked. Tại sao họ đi trốn? Bởi vì bây giờ họ thấy mình lõa lồ. So they sin. Và họ đã phạm tội. In order to for them to forgive. Để họ có thể tha thứ. Okay, before I say that, Tôi đúng lại cái câu đó. In order to cover their shame. Để có thể che lại cái sự xấu hổ của mình. God killed an animal. Chúa đã giết một con vật. To give him, to give them a cover. Để cho họ có cái gì đó để mà che đậy lại. To cover their shame. Để che đậy sự xấu hổ của họ. If you read it literally. Nếu mà chúng ta đọc theo nghĩa đen. Nothing very special. Thì chúng ta thấy không có cái gì đặc biệt cả. Right, you need something to cover. Every time you see storybook, you will leave, right? Đúng không? Bởi vì chúng ta cần một cái gì đó để mà chúng ta che mình lại mà. Leaf cannot cover lah. Leaf cannot cover. Đúng không? Và chúng ta thấy rất là bình thường đúng không ạ? Và chúng ta có thể lấy lá cây để mà che, nhưng mà thật ra lá cây đâu có che được. So it's the animal skin. Cho nên Chúa dùng da thú. So in literally it's very natural to kill an animal, take the skin and you cover. Cho nên chúng ta thấy đây là điều rất là tự nhiên. Mình lá cây là mình đông dùng được, cho nên mình phải giết cha thú để mình che lại. Đó là điều rất là tự nhiên. But when you draw the principle, the concept,
Nhưng mà nếu chúng ta rút ra cái khái niệm hay là cái nguyên tắc of redemption về của cái sự cứu chuộc, God killed an animal to cover your shame. Giết một con sinh vật để mà che đậy tội lỗi của chúng ta. You need the shedding of blood. Chúng ta cần cái sự đổ huyết for the forgiveness of sin. Để được tha thứ tội lỗi. This one we will find much later, right? Not now, later. Cái vấn đề này thì chúng ta sẽ phát hiện sau, chứ không phải là bây giờ. These two examples, I try to link the back first, link the back together, so you understand the whole concept. Hai cái ví dụ này tôi đưa ra để giống như là tạo một cái sự kết nối giữa hiện tại cái điều chúng ta đang nói với là cái khúc sau nữa mà tôi sẽ trình bày. So you realize that throughout the whole Bible. Để quý vị thấy được rằng xuyên suốt Kinh Thánh. We know that Jesus is the sacrificial lamb. Chúng ta biết Chúa Giêsu là thiên con hy sinh. He died on the cross, he shed the blood. Ngài chết trên thập tự giá và Ngài đổ huyết. For the forgiveness of our sin. Để chúng ta được tha thứ tội lỗi. So that we are redeemed. Để chúng ta được cứu độ. But that concept is already happening here. God has a plan. Nhưng mà khái niệm đó đã diễn ra ở đây rồi và Chúa đã có một cái kế hoạch ở trong đoạn 3 câu 21 đó. It's already open. Tất cả mọi sự Chúa đã lên kế hoạch rồi. So this is the principle we draw. Cho nên đây là cái nguyên tắc mà chúng ta rút ra. We cannot find if you use a word to word. Use word to word, you won't find where is the lamb, where is the animal killed. No. Chúng ta không thể sử dụng đúng không? Đâu là chữ nói về chiên con rồi chiên con bị giết không? Chúng ta sẽ không phải chỗ nào chúng ta cũng tìm được cái từ đó. So this is what I call demonstration, something that show you the concept behind, called the principle. Điều chúng ta tìm ở đây tức là cái sự thể hiện và nó bày tỏ cái nguyên tắc nằm đằng sau đó. Clear? Rõ ràng không quý vị? Okay, can I proceed? Có đi tiếp được không? Okay, the next one. Tiếp theo. Event. Các biến cố. Genesis, now I'm going a little bit faster. Bây giờ tôi sẽ đi nhanh hơn một xíu. If you want me to slow down, you put out a hand, I'll slow down. Nếu quý vị muốn tôi đi chậm thì là quý vị đưa tay lên, tôi sẽ đi chậm. So this first mention is also called a seed. Sự đề cập lần đầu này cũng được gọi là một hạt giống. A seed, we know in order for a tree to grow, we need a seed. Để một cái cây nó có thể tăng trưởng phát triển thì ta cần một hạt giống. The seed is called the beginning. Và hạt giống đó được gọi là sự khởi đầu. In this book is used the word seed form. Ở trong cuốn sách này thì chúng ta sử dụng chữ đó là gì? Ở trong hình dạng của một hạt giống. So when you read, when it's read to seed form, you understand that it's the beginning, it's the first mention, it's the same. Cho nên khi mà chúng ta đọc và chúng ta thấy ở ví dụ một số biến cố nào đó ở trong cái hình dạng của một cái hạt giống thì chúng ta hiểu đó là cái điểm khởi sự, cái sự đề cập lần đầu. So event, creation story is an event. Sự sáng tạo đó là một cái biến cố. The very first week, 6 days God created, is a big event. 6 ngày đầu tiên của sự sáng tạo là một cái biến cố rất là lớn. So this is the first event in the whole Bible. Đây là biến cố đầu tiên ở trong toàn bộ Kinh Thánh. It is the event called creation. Biến cố đó được gọi là sự sáng tạo. Okay. Được không ạ? The next one, Genesis 3:1-7. Tiếp theo sáng thế đoạn 3 câu 1 đến câu số 7. Another big event happened. Một biến cố lớn khác đã xảy ra. The fall of man. Sự sa ngã của con người. All these events as leaders and believers. Tất cả những cái biến cố này đều có người tin và người không tin. We put it here. Chúng ta để nó ở đây. Genesis 6-8. Ở trong sáng thế đoạn 6 đến đoạn 8. It's the first mention about the flood. Là sự đề cập lần đầu về huyết. So the flood is also an event. And these three examples is brought up here. Xin lỗi quý vị là nói về cái lũ. My lesson tomorrow on progressive and complete mention. Ngày mai đó thì tôi sẽ nói về nguyên tắc gọi là mặc khải kiểm kiến và mặc khải đầy đủ. You will see that in God's plan. Thì quý vị sẽ thấy được rằng ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Although He give little bit by little bit over 3,000 years to so many writers. Và mặc dù chúng ta thấy là gì, Chúa đúng không, Ngài thêm vào từng chút một qua nhiều tác giả qua một khoảng thời gian hơn 3,500 năm. But they are all connected. Nhưng mà tất cả những cái thông tin mà Chúa đưa ra đó.
đều có cái sự kết nối với nhau. In His plan called salvation. Ở trong kế hoạch của Ngài được gọi là kế hoạch cứu chuộc. You can say the book of Bible is about the plan, God's salvation plan for mankind. Chúng ta có thể nói Kinh Thánh chính là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Some people say that it's a book of love. Có người thì nói Kinh Thánh là sách của tình yêu thương. About God love for mankind. Là về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho loài người. About God's grace. Rồi nói về ân sủng của Chúa. You will see a special flow. Chúng ta sẽ thấy những cái dòng chảy đặc biệt. Even over a period of so many years. Mặc dù ở trong một cái khoảng thời gian rất là nhiều năm. The flow is on, it's called the nhưng mà dòng chảy nó và khi mà chúng ta đọc chúng ta hiểu được điều này, chúng ta phát hiện ra rằng Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài không có thay đổi. Sometimes we worship say, you are the same yesterday, today, tomorrow. Đôi khi mình hát và mình nói rằng Chúa ngày hôm qua, ngày hôm nay cho đến ngày mai không có thay đổi. People say how you know? Thì người ta nói, ủa sao anh biết được? That's because he your God, you say so. Thì mình nói là, ủa bởi chẳng lẽ Chúa nói vậy, anh nên vậy sao? The Bible, if you know, if you look at the richness of the Word of God. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái sự phong phú đúng không ạ, của lời của Chúa. He showed. Thì lời Chúa cho chúng ta thấy liền. 3,500 years, 2,000 years ago, he has only one step. 3.500 năm và 2.000 năm về trước, Chúa đã có kế hoạch hết rồi. The plan still the same today. Và kế hoạch đó vẫn còn y nguyên ngày hôm nay. You say God is love. Mình nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Undeserving love, un-everlasting love. Tình yêu đời đời là tình yêu dành cho những người không xứng đáng. People ask you how do you know? Người ta hỏi mình, ủa sao anh biết? Because your God is still love. Bởi vì mình nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương mà. Because you look, when God in the Garden of Eden, you tell Adam and Eve. Bởi vì mình thấy Đức Chúa Trời ở trong vườn vườn Eden với ông bà Adam và Eva. You see, you can eat anything in this place. Chúa tốt lành bởi vì sao? Bởi vì Ngài nói là có thể ăn tất cả mọi trái cây ở trong vườn. But not from this tree. Nhưng mà đừng ăn cái cây này. You see that the very day you eat of this tree, you will surely die. Chúa nói rằng nếu mà ngươi ăn trái cây này thì ngươi chắc chắn sẽ chết. But did they die? Nhưng mà họ có chết không? God's love. Đó chính là tình yêu thương của Chúa. God tell lies. Chúa không có nói dối. Yeah. God tell lies. Chúa có nói dối không? Tức là họ không có chết về xác liền đâu quý vị. Thuộc linh thì đã chết rồi. Yeah. Because of His grace. Bởi có ân sủng của Ngài. His heart until today is that none shall perish. Tấm lòng của Chúa cho đến ngày hôm nay, Ngài không có một người nào hư mất cả. Yesterday we talked about the prodigal son. Ngày hôm qua chúng ta nói về người con trai hoang đàn. He is a father that waiting for far. Ngài chính là Đức Chúa Trời đúng không? Ngài nhìn người con trai của mình từ đằng xa. Waiting for the son to return. Chờ đợi người con trai trở về. Now we see all the story connect. Bây giờ chúng ta thấy tất cả những câu chuyện này nó liên hệ với nhau. The day you eat, you will surely die. Ngày mà các ngươi ăn, các ngươi sẽ chết. But he didn't die. Nhưng mà Adam không có chết. Because of the heart of Father. Bởi cớ tấm lòng của Cha. So these are the stories that you can share to show that my God is love. Đây là câu chuyện mà chúng ta có thể chia sẻ để cho họ thấy rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Just a statement is not good enough for the people out there. Chúng ta chỉ thích câu Kinh Thánh ra thôi thì chưa có đủ cho những người ngoài kia đâu. So he kicked them out of the Garden of Eden, yes? Và mình đuổi họ ra khỏi vườn Eden. Có phải như vậy không? Chúa có đuổi họ ra không? Heaven up. Con. Yes. When he kicked him out of the garden, the gate was there. What did God do to the gate? Khi họ bị đuổi ra khỏi vườn Eden, thì chúng ta nhớ có một cánh cổng mà Chúa đã làm gì với cái cánh cổng đó? A guard. Okay. Có what người bảo vệ. What to do with that? Flaming arrow? Cái người gác cổng là làm gì? Walking up and down? Có phải là đi lên đi xuống không? Why? Có phải là cầm binh khí không? Tại sao? Why? Tại sao ạ? Tại sao là phải gác cổng? Keep them from coming in. Keep them from coming in. Tức là ngăn cho họ không có đi vào.
Có phải vậy không? Do you think Satan happy? Theo như quý vị đó, Satan có đi vào được không? Why? Tại sao? If you are Satan, what will you do? Nếu quý vị là Satan, quý vị làm cái gì? Or if you are Satan, what you want God to do? Vậy thì nếu quý vị đã ra lắm đó, thì quý vị lúc đó quý vị muốn Chúa làm cái gì? Open the gate. To open the gate. Seal the gate. Đóng cổng lại. Right? Đúng không? No gate. Seal it. Không, không, còn, không còn cổng gì nữa, nhưng mà còn cổng là có người bảo vệ. Nhưng mà có thể nếu mình là Satan là mình làm muốn là gì? Đóng cái cửa đó luôn. Forever they cannot come in. Đóng mãi mãi luôn, không có đi vào được nữa. I think. Tôi nghĩ này. By putting the guard there. Chúa đặt cái người bảo vệ ở đó. Keeping the door gate open. Ngài luôn luôn giữ cửa mở. Just like the prodigal son. Để gì? Để chờ cái người con trai hoang đàng trở về. One day. Một ngày kia. They will come back. Họ sẽ trở về. Not as Adam and Eve. Không phải với cách giống như là Adam và Eva nữa đâu. But as humankind. Giống như là con người trở về. Inside the garden. Ở bên trong của đây đây. Yeah, sacrificial there. Là nơi có chiên con của Chúa Trời. The Lamb of God. Là chiên con của Chúa Trời đó quý vị. Die for you. Đấng đã chịu chết vì quý vị và tôi. So in this verse, trước khi chúng ta đi tiếp thì quý vị ở trong trang 37 đó, cái sự đề cập lần đầu bên phố biểu huyết, quý vị sửa lại là nước lụt trong bài đọc huyết nha. Okay. This This is the first mention of seed, which will become symbol. Đây là những cái sự đề cập lần đầu của những cái mà sau này nó sẽ trở thành cái biểu tượng. We know as we read the Bible, we have already done reading the Bible. We know that in the Bible talk about seed, symbol of seed, which we will not touch today. Và khi chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta thấy kinh thánh có nhiều lần đề cập về biển, đúng không? Với tư cách là cái biểu tượng. Tất nhiên chúng ta sẽ không có nói về cái biểu tượng đó ngày hôm nay. Genesis 1 verse 11 and 12. Sáng thế đoạn 1 câu 11 và 12. Xin mời mọi người đọc tiếp. Đức Chúa Trời lại phán rằng đất phải xanh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả. Vì theo loài mà có hột giống trong mình trên đất, thì có như vậy, đất xanh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loài, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loài. Đức Chúa Trời tới điều đó là thật lành. So this is the first mention of seed and fruit. Đây là chỗ lần đầu mà hạt giống với lại cây được đề cập. We already know the Bible, so we know that in especially in the New Testament, Jesus used seed, fruit. Quý vị biết kinh thánh rồi đúng không? Và chúng ta thấy ở trong Thánh Ước đó thì Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh về hạt giống rồi trái cây. Okay, the next one is mention of sun, moon and stars. Rồi tiếp theo thì kinh thánh đề cập đến mặt trời, mặt trăng rồi các ngôi sao. The Bible also, in subsequent chapters, other books also talk about it, especially in Revelation. Và những cái chương hay là những sách sau đó cũng có đề cập đến những cái biểu tượng này, đặc biệt là trong sách Khải Huyền. The next area is person. Lĩnh vực khác nữa chúng ta xem tới đây là con người hay là khác là thân vị nếu liên quan đến Đức Chúa Trời. Inside your example here, it says the first mention of the person of God. Thì ở trong sách bài học của chúng ta đó, chúng ta thấy là gì? Ở trong sáng thế đó thì Kinh Thánh đề cập đến thân vị của Đức Chúa Trời lần đầu tiên. In Genesis 1 verse 26 and 27, first mention of Adam and Eve. Sáng thế đoạn 1 câu 26 và 27 đề cập Adam và Eva lần đầu. Of course, subsequently you will be talk about the first man is Adam. Okay, then you see how you connect it to God. Tất nhiên sau này thì chúng ta sẽ nói về người đầu tiên đó là Adam. Let's go to the next
one. It's called places. Rồi tiếp theo là các địa điểm. The first mention of Eden in chapter 2 verse 8. Sự đề cập Eden lần đầu ở trong Sáng Thế đoạn 2 câu số 8. Genesis 10 verse 10, the first mention of Babylon. Rồi Sáng Thế đoạn 10 câu số 10 đề cập Babylon lần đầu. See, first mention of Babylon in Genesis 10. Chúng ta nhớ Kinh Thánh đề cập về Babylon lần đầu ở trong Sáng Thế đoạn 10. Then later on in the history books, in the Kings. Rồi sau đó ở trong các sách lịch sử rồi sách các vua. Second thing you mention about Babylon. Rồi sách các vua thứ nhì đó nói rất là nhiều về Babylon. You see how the progress. Chúng ta thấy cái tiến trình. God can use different writers over a different period of time. Chúa có thể sử dụng các trước giả khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. God reveals plan to us little bit by little bit. Đức Chúa Trời bày tỏ kế hoạch của Ngài cho chúng ta từng chút một. The next category, next area is called prophecy. Lĩnh vực tiếp theo được gọi là lời tiên tri. The first messianic prophecy is in chapter 3 verse 15. Lời tiên tri đầu tiên về Đấng Messi ở trong Sáng Thế đoạn 3 câu 15. Someone read this. Xin mời một người đọc. Đọc có thưởng quý vị. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng người nữ thì cũng bị cùng nhau. Người sẽ đầy đạp đầu mày, còn mày sẽ đầy sắm gót trên người. To me, and I propose that also for you, that this is a very important verse. Đối với tôi và tôi thiết nghĩ cái này cũng với quý vị nữa, đây là một cái câu kinh thánh rất là quan trọng. Is a promise of the Messiah. Đây là lời hứa về sự ban cho Đấng Messi. We call this a messianic prophecy. Và nó được gọi là lời tiên tri về Đấng Messi. He says that, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. Ta sẽ làm cho mày nghịch cùng người nữ. He will crush your head, and you will strike his heel. Ngươi sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. It's a promise and it's a prophecy of the promised Messiah in Jesus Christ. Đây là lời hứa và lời tiên tri về Đấng Messi là Chúa Giêsu Christ. So at the form of man. Cho nên ở trong cái sự sa ngã của con người. God could have just killed them and start all over again. Đáng nhẽ đó, Đức Chúa Trời có thể giết chết họ và Ngài bắt đầu làm lại từ đầu. We play game. Everyone now handphone or game. Bây giờ ở trong điện thoại thì ai cũng có điện thoại hết rồi, trừ cái này. No good, press reset. Đúng không? Nếu mà mình chơi không có tốt đó, là mình xóa cái trò chơi đó, mình chơi lại từ đầu. Because of the character of God, he doesn't want to press reset. Easy, right? Reset. Nhưng mà bởi cớ cái phẩm cách của Đức Chúa Trời, Ngài không có muốn cài lại từ đầu, tức là cài lại chương trình từ đầu. Ngài không có làm như vậy. He almost press reset. Chúa suýt nữa là Chúa nhấn nút cài lại rồi đó. But because of his character of God. Nhưng mà bởi cớ cái phẩm cách của Ngài. He waited for so many years. Ngài đã chờ đợi rất là nhiều năm. Pursuing us, pursuing us. Ngài đeo đuổi chúng ta. He says he's a bridegroom. Ngài nói Ngài là chàng rể. And we are the bride. Và chúng ta là nàng dâu. The most beautiful day of a woman is the day when she gets married. Correct? Người đẹp đẽ nhất của một người nữ là ngày lên xe hoa về nhà chồng. Yes. Đúng không? Ok là. The groom also là. Rồi, cô dâu cũng vậy. God being the perfect God. Chúa là Đức Chúa Trời toàn hảo. We know the fall of man. Chúng ta biết sự sa ngã của con người. Up to today. Cho đến ngày hôm nay. How we pray. We are. How bad human beings are. Chúng ta đã băng hoại như thế nào? Our God still calls us bride. Nhưng mà Chúa vẫn gọi chúng ta là nàng dâu của Ngài. Bride means pure. Nàng dâu có nghĩa là gì? Thánh khiết. Without blemish. Không tì, không vết. But He still calls us bride. Nhưng Ngài vẫn gọi chúng ta là nàng dâu của Ngài. He has a plan. Chúa có kế hoạch. Jesus will cleanse us. Chúa Giêsu sẽ thanh tẩy chúng ta. And that's the God that we serve. Và đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ. Same God, why other Peter and myself is here?
cùng Đức Chúa Trời, giống như ông trưởng lão Peter và tôi có chia sẻ với quý vị. You think you have nothing to do? Chẳng lẽ quý vị nghĩ chúng tôi không có gì làm hả? Yeah. Có chứ. But because of the love we experience. Nhưng mà bởi cớ tình yêu mà chúng tôi đã trải nghiệm từ nơi Đấng Christ. That we want to share with you. Mà chúng tôi muốn chia sẻ lại với quý vị. Because if we don't share, the stone will cry. Bởi vì nếu mà chúng tôi không chia sẻ thì hòn đá sẽ kêu lên. Là bảy cái phạm trù. Where you will see chúng ta. The first mention. Và qua đó quý vị thấy được cái sự đề cập lần đầu. If you are hardworking, nếu quý vị là người siêng năng, from this seven category, you can put category one and then connect from Genesis. Do you realize that all these are from the book of Genesis? Chúng ta nhớ tất cả những cái phạm trù này tôi đều lấy từ trong sách Sáng Thế Ký. Genesis means book of beginning. Sáng Thế Ký có nghĩa là gì? Sách của sự khởi đầu. And then you will connect all the way until Revelation. Và quý vị cùng kết nối từ đầu đến sách Khải Huyền luôn. Then you see the whole story. Và chúng ta thấy cả một cái câu chuyện. While we are doing all this, there are some qualifications we must be careful of. Tất nhiên khi chúng ta làm cái điều này thì cũng có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta cũng phải thận trọng. We need to be careful when we spot the first mention. Chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta tìm cái sự đề cập lần đầu. Cannot anyhow choose, no? Cannot anyhow pick. Quý vị không thể nào bốc bừa ra được. You will do it. You will, when you start doing it, you will slowly get used to it. Khi mà quý vị bắt đầu thực hành cái điều này thì quý vị sẽ càng ngày càng quen. There are several categories. Six categories is very easy. Place, name, all is very easy. The first one, principle, is you have to put more care. Trong bảy cái phạm trù mà chúng ta vừa mới nói đó, thì sáu cái kia là dễ, nhưng mà cái phạm trù đầu tiên nói về nguyên tắc đó, thì rất là khó, chúng ta cần phải cẩn trọng. Under the principle is not about the word. Bởi vì cái nguyên tắc đó, không nhất thiết lúc nào nó cũng được thể hiện qua cái chữ. But it's the demonstration of the word. Nhưng mà nó sẽ được bày tỏ hay là thể hiện qua cái sự bày tỏ đằng sau cái chữ đó. And when we do this exercise, today is only first mention. So when we do the progressive and the complete mention. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nói về cái sự mặc khải lần đầu hay là đề cập lần đầu. Ngày mai chúng ta sẽ nói về sự đề cập tìm kiếm và sự đề cập hay là mặc khải đầy đủ. You must be aware that none of the list contradict itself. Chúng ta phải nhớ rằng ở trong danh sách những cái sự đề cập này thì không có cái nào mâu thuẫn với cái nào cả. For example, let's say you talk about the seed and the fruit. Ví dụ như chúng ta nói về hạt giống và bông trái. When you list down all the mentions in the Bible. Khi mà chúng ta liệt kê tất cả những cái sự đề cập ở trong Kinh Thánh. Every of it cannot contradict each other. Thì mỗi cái sự đề cập như vậy đó không nên mâu thuẫn với nhau. Remember. Quý vị hãy nhớ cái điều đó. Another one is that when you certain item you will list more, certain item you list less. Bởi vì giống như là khi mà chúng ta đưa ra những cái hạng mục, có thể có hạng mục có những cái nhiều cái sự đề cập, còn có những cái hạng mục nó có ít cái sự đề cập hơn. And you cannot overemphasize anyone. Và quý vị không nên quá nhấn mạnh bất cứ một cái hạng mục nào. Everyone must complement each other. Mỗi cái hạng mục phải là một cái sự bổ sung cho nhau. And never one mention is to be used alone. Và chúng ta đừng bao giờ sử dụng một cái sự đề cập riêng lẻ. They supposed to use it together as one team. Mà chúng ta phải sử dụng tất cả những cái sự đề cập đó giống như là một cái đội ngũ, cái đội hình. Understand? Quý vị hiểu không ạ? None of them is bigger than another. Không có cái sự đề cập nào là lớn hơn hay là quan trọng hơn cái sự đề cập khác. None of them contradict each other. Không có cái sự đề cập nào là mâu thuẫn với nhau cả. None is less, none is more. Không có sự đề cập nào là ít quan trọng hơn hay là quan trọng hơn. Never use it alone. Quý vị đừng bao giờ sử dụng đơn lẻ một cái sự đề cập nào đó. They must use it as a whole. Quý vị phải sử dụng nó giống như là một cái tổng thể. Are you lost? Quý vị có theo kịp không hay là quý vị bị lạc đâu đó rồi? No. Okay, what I do is almost time. I will do until the time up.
Sắp hết giờ rồi nhưng mà tôi sẽ giảng cho đến hết giờ luôn. I still got many examples here. Tôi còn rất là nhiều ví dụ ở trên này quý vị. Because I will be teaching after tomorrow, Elder Peter will do one session on comparison, compare. Sau ngày mai nữa thì trường lão Peter sẽ giảng một bài nói về cái sự so sánh đối chiếu. Then I will continue with progressive. Rồi sau đó thì tôi sẽ tiếp tục nói về cái nguyên tắc là tìm kiếm. And then continue with one more lesson called complete mention. Rồi sau đó chúng tôi sẽ nói đến cái gọi là cái nguyên tắc đề cập đầy đủ. So these three lessons is connected. Cho nên ba cái bài học này được kết nối với nhau. Okay, so if I don't finish this lesson today. Cho nên tôi không có kết thúc cái phần này vào ngày hôm nay. When I speak again tomorrow, I will continue. Khi mà tôi nói lại ngày mai đó là tôi tiếp lại thôi. Tôi là cái tiếp tục của cái bài ngày hôm nay. Those example inside here, you will learn, understand what I say this whole afternoon. Những cái ví dụ ở trong này, qua đó quý vị sẽ hiểu được toàn bộ những cái gì mà tôi nói trong buổi chiều ngày hôm nay. While we still have time, chúng ta we will do the first example. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho nên chúng ta sẽ làm cái ví dụ đầu tiên. We will use the first one, principle, Romans 3, 24, 25. Chúng ta sử dụng nguyên tắc đầu tiên, tức là cái phạm trù đầu tiên đó là các nguyên tắc và phong nguyên thánh ở trong Roma đoạn 3, câu 24 và 25. Someone read. Xin mời một người đọc ạ. Roma đoạn 3 câu 24-25 có trong sách bài học của chúng ta luôn rồi đó. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình như tâm bởi những việc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ mà đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ việc tội bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. So in these two verses, it talks about redemption, it talks about justification, it talks about grace, it talks about sacrifice, atonement. Ở trong câu này thì nói về sự công bình, sự xưng nghĩa, nói về sự chuộc tội và nói về sự của lễ hy sinh. Just now, when we mentioned the principle Genesis 3:21. Chúng ta vừa mới đề cập đến nguyên tắc được nói đến ở trong sáng thế gần 3 câu 21. Can someone else read to you? Chapter 3 verse 21. Xin mời một người đọc lại ở trong sáng thế đoạn 3 câu 21. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy ra thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Earlier when I mentioned about Genesis 3:21, I mentioned about the animal, killing of the animal. Khi mà tôi đề cập về sáng thế đoạn 3 câu 21 thì tôi nói có nói về con sinh vật. See, in and this is in Genesis 3. Và địa chỉ ở trong đoạn 3 câu 21. Romans 3:24. Roma đoạn 3 câu 21. Do you know when Romans written? Quý vị biết sách Roma được viết khi nào không? Anyone? Có ai biết không ạ? When was this written? Sách này được viết khi nào? About sau Chúa. I also don't know. Ai chẳng biết là sau Chúa. About AD 67. Khoảng năm 80 sau Chúa. Okay. So Genesis. Cho nên sáng thế. To AD 60 something how many years? Cho đến năm 60, xin lỗi năm 80 sau Chúa là bao nhiêu năm? More than 3,000 years. Hơn 3,000 năm. So the first mention 3,000 years ago. Cái sự đề cập lần đầu hơn 3,500 năm trước. In Apostle Paul's time, he mentioned the same principle. Ở trong thời của ông sứ đồ Phaolô, ông đề cập nguyên tắc tương tự. About it, and all this is by the grace of God. Và tất cả điều này là bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. So this from Romans 3. And the first mention in Genesis 3:21. Cho nên từ Roma đoạn 3 và sự đề cập ở trong sáng thế đoạn 3 câu 21. It gives us the doctrine of
justification by grace. Thì chúng ta có được giáo lý về sự xưng nghĩa bởi đức tin. Through faith in the blood of Jesus Christ. Bởi đức tin nơi huyết của Chúa Giêsu Christ. Do you see how the whole Bible can be? Quý vị có thấy Kinh Thánh được kết nối không ạ? Understand? Quý vị có hiểu không ạ? Okay, we do. It's 4:30. We do one more, then we go off. Okay? Và chúng ta nói thêm một cái ví dụ nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ. The next one is Zechariah 4:6. Tiếp theo là ở trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu số 7. Chào mừng quý vị. Xin mời mọi người đọc. Ấy chẳng phải bởi quyền thế cũng chẳng phải bởi năng lực. Câu số 6. Bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán bảo. And you link it to the first mention in Genesis 1:2, what did you say? Và chúng ta kết nối cái câu này với Sáng Thế đoạn 1 câu số 2 thì lời Chúa nói cái gì? See, let there be light. Hay có sự sáng thì có sự sáng. We see the collaboration of the Spirit and the Word. Ở đây chúng ta thấy sự hợp tác giữa linh và lời. Who among us? Ai giữa vòng chúng ta? Can say let there be light, the light come. Có thể nói rằng hay có sự sáng và có sự sáng liền. Okay. I'll ask my brother go to the switch there. I said light up, you switch on. Nếu mà tôi nhờ cái cậu thanh niên này đi ra cái cột có cái bắt đèn và có ai đó nói thấy có sự sáng và cậu thanh niên bật là có ánh sáng liền. So in Zechariah 4:6, where was Zechariah? Ông Sa-cha-ri, ông ở chỗ nào? How many years from Genesis to Zechariah? How many years? Guess. Khoảng cách từ Sáng Thế đến thời điểm ông Sa-cha-ri là bao lâu? I think maybe about 2,800 years. Tôi nghĩ là khoảng 2,800 năm. It says here, not by might, not by power. Ở đây lời Chúa nói, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực. But by the Spirit. Bèn là bởi thần ta. 2,800 years.